bật mí cái gu mặn mà về phụ nữ của Ngô Đình Cẩn. Đến hai anh trai là ông Diệm và ông Nhu cũng bó tay. Ngô Đình Cẩn dẫu rằng không phải là con út trong nhà, nhưng vì sinh sống cùng mẹ nên được hưởng sự ưu ái, thừa hưởng hương hỏa của cha mẹ. Trước cái thời chưa trở thành bảo chúa miền Trung nổi tiếng tàn ác, Cẩn có mấy cái thú vui tao nhã cực kỳ: chơi cờ, đá gà, nhai chầu, câu cá. Ông Cẩn sau này ngày một ngang ngược và thích chiếm đoạt thứ của người làm thú vui. Nhưng Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu cũng chẳng làm gì được Cẩn, đành tốt khoe xấu che. Nhưng che cách mấy thì cũng có nhiều điều được lan truyền ra bên ngoài. Người ta nói về chuyện chiếu chăn, giới tính, Cẩn cũng là một gã quái nhân. Những người thân cận, gia nô trong nhà kể rằng, trái ngược với những tên đàn ông tham mê sắc đẹp của phụ nữ, Cẩn lại là người rất ghét loại con gái nhan sắc. Ông càng ghét những dạng đàn bà tha thướt lả lơi, mời chào đưa đẩy, tự dâng đến cửa. Sành sỏi thì ông mê chứ mà ngây ngô như tờ giấy trắng, chưa biết mùi đời, chưa thông thạo chuyện trai gái gối chăn thì ông né xa. Chắc là vì cái bản tánh thích cướp đoạt của người khác, nên ông Cẩn chẳng quan tâm những gì đến tay quá dễ dàng. Người ta càng né, càng từ chối thì Cẩn càng phấn khích. Ông chỉ đặc biệt thích những người đàn bà luống tuổi, đã có chồng với một hai đứa con, to khỏe, mắt sắc, lông mày rậm, mông nở, rành rẽ chuyện sinh hoạt tình dục. Gu của ông chắc hẳn là những người phụ nữ mạnh mẽ, từng trải, khó thuần phục và có chút hoang dã. Mỗi khi tìm được hạng người như thế, Cẩn không thích lãng phí đêm xuân ở nơi nhàm chán như giường ngủ. Ông lôi những cô gái đó và hoan lạc dã chiến trên những đống rơm cho đến khi chân rung gối mỏi thì thôi. Điên cuồng là thế, nhưng với tánh tình của ông Cẩn cũng chỉ tới nước đó, hết mới mẻ, thỏa mãn xong dục vọng thì coi như xong chuyện. Chẳng bao giờ có chuyện Ngô Đình Cẩn chịu để hôn nhân hay một mối quan hệ nào đó trói buộc. Cuộc đời ông chẳng gắn với người đàn bà nào lâu dài cả. Nếu mà ông Cẩn tuyên bố yêu đương nghiêm túc thì chắc mặt trời mọc đằng Tây. Đỉnh điểm cho câu chuyện gối chăn hoang đường chính là chuyện ông dâm loạn cả vợ của con trai mình. Tuy chỉ là con rơi nhưng cái dòng máu đang chảy trong người đó cũng không làm Cẩn dừng chân buông tha cho thứ mình muốn. Hẹn quý vị khán giả ở video sau, kênh sẽ kể rõ hơn về cái câu chuyện ngang trái này nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để đón xem tiếp về câu chuyện này.